tô nhỉ, đoạn này nhỉ. Chẳng biết cái tường bị làm sao. Giới thiệu các bạn, đây là tác phẩm của tranh tường vẽ trên tường đẹp nhé. Hôm nay chúng tôi kết thúc trên tầng 3. Chúng tôi vẽ cho một mỹ sao. Chúng tôi đang hoàn thiện những nét bút cuối cùng, chỉ bị xong rồi. Mời các bạn xuống tầng 2 cùng tôi nhé. Bức tranh về kỹ thuật phun xăng.
Hello, có ai ở đây không? Chiều tàn rời mà không có ai, buồn quá đi, buồn quá đi. Cho thưa ra bạn ạ, không nhất thiết phải giấy đâu, cho thưa ra. Đó, kiểu thế. Lại cho anh. Thank you.
Thank you.
có ai xem đâu. Chúa, tiếng này à.